mất cái gì? Mất thì ra cổng phải hoàn lại tiền bác cô nữa. Cái này là anh sinh sống rồi. Xin chào các bạn, thể theo yêu cầu của hơn 500 anh em đang chuẩn bị đi du lịch Đà Nẵng và muốn trải nghiệm dịch vụ tắm suối khoáng nóng thì hôm nay Cuồng Du Lịch sẽ làm một video review về khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài để cho mọi người cùng tham khảo nha. Du lịch Đà Nẵng đâu chỉ có bãi biển Mỹ Khê, cũng đâu chỉ có Bà Nà Hiêu huyền thoại hay là bán đảo Sơn Trà xinh đẹp đâu. Nếu bạn đang tìm một trải nghiệm 5 trong 1, tức là vừa trekking, vừa vui chơi, vừa tham quan, vừa viếng đền lại được tắm suối khoáng trị liệu, thì khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn đó. Phải nói là đường xá Đà Nẵng chạy phê thật. Đường lát nhựa phẳng lì lại không đông xe nên mình vừa có thể thảnh thơi lái, vừa ngắm nhìn đường phố Đà Nẵng với nhiều công trình đẹp như là cầu Rồng hay là cầu Trần Thị Lý, phòng quay Sunwell của khu công viên châu Á. Nhiều lắm. Nói vậy thôi chứ lúc lấy xe các bạn cũng nên để ý trước sau nha. Đừng phóng nhanh vượt ẩu rồi gặp mấy anh bồ câu tít cò thì mất cả vui. Khu du lịch suối khoáng nóng Thần Tài Đà Nẵng chỉ nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng chừng 30 km, đi cùng hướng với Bà Nà Hills. Để đến được đây thì có rất nhiều cách như là vượt bằng xe máy hoặc là đi Grab, taxi hay chọn một tour núi Thần Tài một ngày đều được. Cái này thì tùy theo độ muốn trải nghiệm và mức độ chi trả của các bạn thôi. Nếu đi suối khoáng Thần Tài bằng Grab 7 chỗ thì hai lượt đi về cũng mất 700-800 ngàn. Còn bạn nào khéo trả giá thì giảm được 50-100 gì đó. Còn đi bằng taxi tính cước thì cũng tầm khoảng 800 ngàn. Hai phương án này phù hợp cho những bạn đi du lịch Đà Nẵng tự túc theo nhóm gia đình. Còn với những bạn mà muốn trải nghiệm dịch vụ tắm khoáng nóng theo chuyến du lịch Đà Nẵng mà không cần phải chịu nắng gió, đi có xe đưa đón, đến nơi thì có người chỉ dẫn thì nên chọn tour núi Thần Tài một ngày. Còn riêng bạn nào thích máu me, thích phượt hay có chứng sợ say xe, sợ máy lạnh ô tô thì cứ nhắm xe máy mà phóng nhé. Một chiếc xe thì đi được 2 người mà thuê chỉ có khoảng chừng 150 một chiếc cho 24 tiếng, đổ thêm 50.000 tiền xăng nữa là thỏa sức vi vu đến suối Thần Tài luôn. Nghe thì có vẻ hợp lý và đúng tiêu chuẩn đi du lịch Đà Nẵng tiết kiệm đúng không? Vậy thì Cuồng Du Lịch đã chọn phương án di chuyển đến khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài bằng xe máy. Đường đến suối khoáng nóng Thần Tài nó tính từ trung tâm thành phố Đà Nẵng thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần chạy theo quốc lộ 14G là tới. Tuy nhiên, Cuồng Du Lịch báo trước đường đi thì xa thăm thẳm heo hút, ngồi ê cả mông. Cũng có những đoạn đường dèo dốc quanh co uốn lượn nhưng cũng khá là nguy hiểm. Vì vậy, bất kể bạn là nam hay nữ thì đều phải chuẩn bị đồ nghề che nắng che mưa, áo khoác, khẩu trang, bao tay, vớ tay, vớ chân đầy đủ. Nói chung là nhớ mang theo. Đồng thời nhớ mang theo một chai nước nhỏ vì dọc đường đi có những đoạn chỉ có rừng với núi thì kiếm đâu ra nước uống. Dọc đường đi các bạn cũng sẽ thấy những biển báo cấm xả rác và có hẳn khu tập trung rác. Qua đó thì phải công nhận là khu quản lý môi trường của du lịch Đà Nẵng cực kỳ tốt luôn. Đó cũng là lý do vì sao mà thành phố Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Bên cạnh đó thì cũng có những cảnh báo coi chừng sạt lở lũ quét. Bởi lẽ đi trên đường này phần lớn là đường đồi núi, một bên là rừng còn một bên là suối. Nhìn nếu mưa to nước thoát không kịp dẫn đến lũ. Từ đây cũng rút ra một kinh nghiệm đi núi Thần Tài là các bạn không nên đi bằng xe máy vào mùa mưa, đặc biệt là những ngày mưa to nha. Sau gần một tiếng xông pha trên đường dưới cái nắng bể đầu của thành phố Đà Nẵng, Cuồng Du Lịch đã đến được khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài. Cùng với mớ mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy đầm đìa, đây cũng là một kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng mà các bạn cần phải nhớ. Vì khu vực suối khoáng nóng núi Thần Tài rất xa lại rộng và có nhiều hoạt động, nên nếu bạn muốn trải nghiệm hết những điều thú vị nơi đây thì phải đi thật sớm. Khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài mở cửa từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, nên là các bạn cũng nên tranh thủ đi trong khung giờ này để trải nghiệm được nhiều hơn nha. Thank you.
Hiện tại thì Cuồng Du Lịch đang đứng trước quầy vé của khu suối khoáng nóng núi Thần Tài Đà Nẵng. Tuy là đi vào ngày đầu tuần nhưng mà du khách đi suối Thần Tài cũng khá là đông. Mới đi nắng vào mà nhìn bảng giá vé tham quan tại khu du lịch suối khoáng nóng Thần Tài mà choáng cả đầu. Bởi ở đây có rất nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng các bạn chỉ cần quan tâm các gói như là giá vé núi Thần Tài gói cơ bản không có tắm onsen, không tắm bùn là 350.000 một người lớn. Người lớn thì tính từ 1m3 trở lên. Còn với trẻ em từ 1m đến 1m3 là 175.000, bé nào dưới 1m thì miễn phí luôn. Ngoài ra vé núi Thần Tài gói cơ bản cũng có loại vé sau 15 giờ với giá chỉ có 250.000 đồng một người lớn và 125.000 đồng với trẻ em thôi. Nhưng mà mình đi sớm để chơi được cho nhiều. Các dịch vụ bao gồm trong giá vé núi Thần Tài gói cơ bản gồm có tắm khoáng tại Long Nguyệt Hồ và các hồ tự nhiên. Rồi có thể đi xông hơi khô và xông hơi ướt luôn. Vui chơi tại công viên nước cũng bao gồm trong giá vé. Các bạn cũng có thể massage tại hồ sục jacuzzi hay là tham quan mỏ khoáng phát lộ. Có một cái đặc biệt là các bạn cũng có thể ngâm chân tại hồ khoáng nóng hay là đi tham quan công viên khủng long rồi đến tham quan khu đền Thần Tài. Để trải nghiệm được hình thức tắm thú vị khác như là tắm bùn hay là tắm onsen ở suối Thần Tài á, thì hoặc là tắm chanh xả, xả chanh, tắm cà phê, tắm rượu vang vân vân thì các bạn có thể mua thêm vé riêng. Giá vé thì khoảng từ 150 đến 250. Cái này thì mình có thể tham khảo trực tiếp tại khu du lịch suối khoáng nóng Thần Tài luôn. Còn giá vé núi Thần Tài trọn gói nạp khí, vé cộng tắm bùn cộng măng trưa là 580.000 một người. Giá vé này thì bao gồm là dịch vụ vé gói dịch vụ cơ bản cùng du lịch vừa nói ở trên. Ngoài ra thì các bạn có thêm dịch vụ tắm bùn và ăn trưa nữa. Tính ra thì vé này cũng khá là rẻ, vì trong đó giá vé vào suối Thần Tài đã là 350.000 rồi, tắm bùn thêm 150, ăn trưa thêm 220, mà giá vé núi Thần Tài chọn gói nạp khí chỉ có 508 thì theo mình là khá là hời đó. Nếu các bạn không muốn ăn trưa trong cái gói nạp khí thì các bạn có thể chọn gói núi Thần Tài gói nạp khí vé cộng tắm bùn với giá là 398.000. Rẻ hơn được tới 180.000 so với giá ở trên. Ăn trưa thì các bạn có thể ăn trưa tự túc. Ở núi Thần Tài cũng có giá vé núi Thần Tài gói dưỡng tâm. Thì giá vé này là bao gồm vé vào cổng nè, tắm bùn nè, tắm onsen và ăn trưa. Thì chọn gói một người chỉ có 608.000 thôi. Gói này thì có thêm tắm onsen ở suối Thần Tài cho bạn nào thích tắm tiên kiểu Nhật nha. Tính ra là rẻ hơn 100.000 nếu bạn mua những cái loại vé lẻ tẻ cộng lại với nhau. Còn nếu mà bạn nào mua gói dưỡng tâm mà chỉ bao gồm vé cộng tắm bùn cộng onsen không có ăn trưa thì là 425.000. Ở đây thì Cuồng Du Lịch chọn gói vé cơ bản nhất vì nói thật hôm nay xuất phát hơi trễ. Với lại mục đích đi là để review khu du lịch núi Thần Tài cho các bạn nên phải tranh thủ đi hết các khu, chứ thời gian đâu mà tận hưởng mấy cái tắm bùn hay là tắm sữa nữa. Thôi thì đành hẹn lại lần sau để tận hưởng hết được các dịch vụ tại đây. Sau khi các bạn mua vé xong thì nhân viên phòng vé sẽ gửi cho các bạn một cái vòng đeo tay có gắn chip điện tử. Và tùy theo từng cái gói dịch vụ mà các bạn sẽ có màu sắc khác nhau. Nhìn nhỏ thế thôi nhưng mà có vỏ nhé. Các bạn sẽ dùng cái vòng đeo tay này để qua cửa check-in nè. Còn cái vòng đeo tay này cũng có thể dùng để mở khóa cho ngăn đựng hành lý, quần áo. Cái khu vực này thì là có chỗ gửi miễn phí luôn. Các bạn cũng có thể dùng vòng đeo tay để ăn buffet nếu mà cái giá vé mình mua đã bao gồm ăn trưa bên trong. Cái vòng này các bạn cũng có thể nạp tiền nữa để mà tiêu, không cần mang theo tiền mặt. Tiền thừa thì sau khi trả vòng về sẽ được nhận lại tiền luôn. Cái này rất là tiện cho những bạn nào mà cần tiêu xài nhưng mà không có muốn cầm theo tiền mặt vì sợ ướt á. Ngay khi vừa vào cổng, nhân viên sẽ hỏi xem bạn có muốn gửi đồ hay không, vì ở đây có tủ hành lý gửi đồ miễn phí luôn. Tủ giữ đồ ở đây được mở bằng chính chip điện tử trên cái vòng tay của bạn nên không sợ ai mở tủ trộm đồ của bạn đâu. Nói đùa chút thôi chứ chốn du lịch người ta bỏ tiền vé vào đây thì để trải nghiệm và tận hưởng, chứ ai đi đâu mà cậy tủ đồ của bạn bao giờ. Mà nếu có thì họ cũng biết thừa tủ đồ công cộng này chỉ giữ mấy thứ tào lao, chứ tiền bạc tư trang thì ai dạy mà để lại, đúng không? Mà công nhận là nhân viên ở đây cũng tâm lý ghê. Bởi lẽ khu du lịch núi Thần Tài rất rộng, địa hình đồi núi là chủ yếu, dịch vụ 80% là tắm nên cứ vào cổng là gửi đồ, tiền thì nạp vào vòng tay, chỉ mang theo các giấy tờ quan trọng thôi cho rảnh tay vừa khám vừa phá thì đúng không nào. Và theo kinh nghiệm du lịch núi Thần Tài của Cuồng Du Lịch thì khi vừa vào cổng các bạn nên tìm ngay đến bản đồ để định hướng xem ở đây có gì và đi như thế nào cho hợp lý, vừa tiết kiệm thời gian lại cũng vừa đỡ tốn sức mà lại chơi được nhiều hơn nữa.
Và sau một hồi ngâm cứu và tham khảo các bạn nhân viên chỉ đường thì cuồng du lịch đã đưa ra một lời khuyên về chương trình tham quan núi Thần Tài như sau. Các bạn nên viếng đền Thần Tài trước. Cuồng du lịch quan niệm rằng cái gì cũng vậy, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Đã đến núi Thần Tài thì phải lên đền bái thần, cầu cho công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống đủ đầy. Nói vậy chứ không cần biết thần thánh có phù hộ hay không, chỉ cần biết tâm mình có tịnh, có niềm tin là làm gì cũng thuận lợi, đúng không các bạn? Còn bạn nào mà không muốn xin xỏ thần thánh thì cũng nên đến đây, bởi lẽ khung cảnh đây cực kỳ đẹp luôn. Đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra, xung quanh toàn là cây cỏ xanh tươi, đồi núi thì trùng trùng điệp điệp, nhìn xuống cả khu suối khoáng nóng Thần Tài rất là rộng lớn. Tiếp sau đó là các bạn nên tranh thủ chút năng lượng buổi sáng để tham quan khu công viên khủng long, rồi quay qua trải nghiệm tắm suối nóng. Đến giờ trưa thì ăn trưa xong xem phim 9D, 12D vừa để tránh nắng vừa để nghỉ trưa luôn cũng được. Và cả buổi chiều mát mẻ sẽ dành hết cho khu công viên nước. Vậy là xong một chương trình tham quan núi Thần Tài, quá là hợp lý đúng không? Giờ thì còn chần chờ gì nữa, lên đường thôi nào. Rồi, chúng ta bắt đầu tham quan điểm đầu tiên tại khu du lịch núi Thần Tài Đà Nẵng là đền Thần Tài. Ban đầu nghe bạn nhân viên chỉ đường nói chờ xe điện, cuồng du lịch cứ nghĩ là chắc đường xa nên cần tới xe. Nào ngờ ôi má ơi, toàn là dốc với dốc, mà này đi bộ chắc tới Tết Congo mới tới được với thần quá. Mà nghĩ lại cũng đúng, đến núi Thần Tài thì phải leo núi chứ, hên là có quả xe điện. Xe sẽ đưa các bạn lên tận đền và sau khi tham quan viếng đền xong sẽ đưa bạn về điểm xuất phát gần cổng vào luôn. Wow, cuồng thật sự bị choáng ngợp bởi không gian nghiêm trang hùng vĩ của đền Thần Tài này rồi đó. Đúng là đi du lịch Đà Nẵng mà không đến thăm núi Thần Tài thì đúng là uổng luôn. Ngôi đền Thần Tài nguy nga tựa lưng vào vách núi, mặt thì hướng ra khu suối khoáng như là ôm trọn không gian núi Thần Tài rộng lớn vậy đó. Không khí ở đây thì thật là trong lành. Bên ngoài các đền du khách cũng đang tranh thủ chụp hình kỷ niệm, nhưng bên trong đền lại là một không khí cực kỳ trang nghiêm. Tượng Thần Tài được đặt trang trọng giữa điện. Nếu các bạn để ý thì trong đền Thần Tài có rất nhiều tượng Thần Tài bằng vàng được đặt ngay trong vách như thế này. Nhìn rất đẹp mà hoành tráng phải không? Trên tượng còn có ghi tên, chắc là những khách du lịch thập phương đến thăm núi Thần Tài rồi thỉnh tượng cầu mong cho cuộc sống thêm phần sung túc đó. Bên trong điện còn có thùng công quả để khách viếng thăm đền, có thiền tâm thì đóng góp để ủng hộ cho đền. Sau khi thăm viếng đền Thần Tài xong thì bây giờ mình sẽ qua điểm thứ hai của chương trình tham quan núi Thần Tài, đó là khu công viên khủng long. Đường đi qua khu công viên khủng long thì không có xe điện mà các bạn phải lội bộ đó. Nhưng mà kinh nghiệm tham quan núi Thần Tài của cuồng du lịch là các bạn có thể quá gian một đoạn đến khách sạn rồi đi tiếp cũng được. Bạn nào không rành thì có thể hỏi nhân viên ở đây hoặc là xem những bản chỉ dẫn dọc đường. Mà nói thật chứ vừa lội bộ vừa đeo dốc thì đúng phê luôn.
Hên là dọc đường đi có nhiều cây xanh che mát nên anh em cứ tành tành vừa đi vừa chụp hình, mệt thì nghỉ rồi lại đi tiếp. Cuối cùng thì cũng tới nơi, mệt thì có mệt nhưng vừa đút đầu vô mà nghe tiếng khủng long gầm, lại thêm một con chắc con từ trong trứng chui ra thì cũng đủ dọa chi tỉnh người. Mà công nhận khu du lịch suối thần tài này cũng chịu đầu tư phết nhờ. Các khu vườn khủng long rộng lớn như thế này, mô hình thì thật, thêm hệ thống âm thanh gầm rú nữa thì đúng như là mình lạc vào cái thời tiền sử luôn ấy. Bởi vậy bạn nào mà đi du lịch Đà Nẵng mà có dẫn theo con nhỏ thì có thể là cho các bé đến đây, đảm bảo các bé sẽ mê mẩn không thèm về luôn ấy. Bữa nay chung như mấy bạn bò cạp ấy nhỉ. Đến này chị Liên. Ui, em này đang bới cát tìm sâu này. Mà xem mấy cây mô hình ở trong này, ở đây nó lớn hơn ở bên đấy, bên Fantasy thì nhỏ hơn nhiều. Tại vì cái này nó không có bị chiếm nhiều diện tích mà chỉ cần có những mô hình đặt vào thôi, còn lại nó tự nhiên hết. Sau khi tham quan khu công viên khủng long rồi thì cùng du lịch có cảm giác là hơi bị đói nhẹ, cho nên là quyết định tạt vào thưởng thức cái món trứng thường thọ huyền thoại. Thật ra thì nó cũng chỉ là trứng gà bỏ vào nước khoáng nóng tầm khoảng 80 độ cho trứng chín lòng đào thôi. Trứng thường thọ tại khu du lịch núi Thần Tài này bán là 10.000 một trứng. Ban đầu nghe thì có vẻ hơi mắc vì mua ở ngoài thì chỉ có 2-3.000 một quả à. Nhưng mà nên nghĩ lại, đây là một khu du lịch, các bạn ngoài mua cái trứng ra thì còn mua sự trải nghiệm đúng không? Chưa kể là giá ở khu du lịch núi Thần Tài được các bạn giá niêm yết rất là rõ ràng luôn. Nói thật thì đây là một điểm cộng tuyệt vời cho khu du lịch này nói riêng và cho cả cái du lịch Đà Nẵng nói chung. Bởi lẽ bạn nào mà từng đi du lịch Đà Nẵng rồi thì sẽ biết tất cả các điểm tham quan vui chơi Đà Nẵng đều được niêm yết giá công khai rõ ràng hết, cho nên là chẳng sợ trường hợp nào bị mua hớ hay bị chặt chém. Thôi quay lại chủ đề món trứng trường thọ của khu du lịch núi Thần Tài này. Có một điều đặc biệt là trứng lòng đào là thường sẽ chín từ lòng trắng trước rồi mới vào lòng đỏ. Còn với trứng trường thọ này thì chín lòng đỏ trước rồi mới vào lòng trắng. Bởi vậy bạn nào mà ăn không quen thì kêu một hai trứng thử trước nha. Chứ đừng tham ăn quá, kêu như cù du lịch gọi một giác 5 trứng rồi không ăn được thành ra là lãng phí. Tại vì á, nghe người ta nói ăn một quả trứng luộc bằng suối khoáng nóng là tăng thêm 7 năm tuổi thọ lần, cho nên là cù du lịch tính kéo dài chút thanh xuân thôi, để có nhiều thời gian đi review du lịch chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo ấy mà. Nhưng mà đúng là tham thì thâm. Trong đây còn nguyên xì. Cái này là anh ăn trứng sống à? Chị tưởng lòng đào á, là ở ngoài ít nhất nó cũng phải chín cái lòng trắng rồi. Trùng đỏ nó như trứng chảy thôi. Còn nguyên cái chung đỏ nè. Giờ thì có vẻ tươi tỉnh hơn một chút rồi, cho nên là cuồng du lịch quyết định là đi ngâm mình trong suối khoáng nóng để xua tan hết những cái mệt mỏi suốt từ sáng đến giờ. À, nhưng mà cuồng du lịch nhắc lại một lần nữa là khi đến khu du lịch suối Thần Tài Đà Nẵng thì phần lớn chỉ là tắm, cho nên là nhớ mang theo túi chống thấm để vừa đựng điện thoại vừa đựng giấy tờ quan trọng nha. Mua ở đây thì cũng có, nhưng mà các bạn biết rồi, giá trong khu du lịch thì làm sao mà như bên ngoài được. Khu suối khoáng nóng của núi Thần Tài thì chia làm hai phía. Ở trên đó là khu vực ngâm chân, còn ở dưới là khu ngâm mình. Nói vậy mà các bạn cũng đừng hiểu nhầm nha. Mỗi khu có một đường dẫn nước riêng cho nên đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh nghe.
Nếu mà các bạn mua trứng trường thọ mà không ăn á, thì bạn có thể đem xuống khu suối khoáng để vừa ăn vừa tận hưởng thì cũng được. Nhưng mà nhớ đừng vứt rác bừa bãi mà nên giữ gìn vệ sinh nhé. Cùng du lịch có mẹo tắm suối khoáng nóng thần tài Đà Nẵng dành cho các bạn đây. Nếu tắm suối khoáng nóng thần tài, các bạn nên tìm lên thượng nguồn vì nước ở đây mới nóng. Chảy xuống khúc dưới sông rộng rồi bên dưới nguội ngắt, không có tắm không có đã đâu. Sau khi ngâm suối khoáng nóng xong thì các bạn có thể đi xông hơi khô, sảng khoái kinh khủng khiếp. Lúc đầu thì hơi nóng nhưng mà chỉ cần một chút thôi thì sẽ hết. Xông hơi rất là tốt cho sức khỏe và đây cũng là một trong những trải nghiệm thú vị mà các bạn nên thử khi có dịp đi du lịch Đà Nẵng và đến với suối khoáng nóng núi thần tài. Giờ thì tạm thời chia tay các bạn, cùng du lịch tự thưởng cho mình một xíu đây. Giờ thì cũng trưa rồi, bụng bắt đầu cồn cào nên phải đi ăn thôi. Ăn uống ở trong khu du lịch suối thần tài thì có 3 phương án. Một là ăn tự túc. Có một điều đặc biệt là trong khu du lịch núi thần tài không cấm mang thức ăn vào, nên nhiều khách đi theo nhóm gia đình hay là muốn có một cái tour du lịch Đà Nẵng giá rẻ thì có thể mang đồ ăn nước uống vào cũng được. Sau khi chơi bời chán chê thì mọi người có thể bày tiệc ra ăn và đánh chén với nhau, như là một buổi tiệc dã ngoại cũng vui mà rẻ đúng không? Chỉ mỗi tội là đi chơi mà phải xách lùm đùm lề đề thì hơi bất tiện thiệt. Hoặc bạn nào lời á, thì có thể chọn ăn cơm phần trong nhà hàng Rồng Đỏ của khu du lịch núi Thần Tài. Nhưng cuồng du lịch thấy rất là ít khách gọi ở đây, có lẽ do menu ít món mà giá cũng hơi cao. Nói tiếng cơm phần cho sang chứ thật ra chỉ là bán cơm chiên thôi à. Nào là cơm chiên vịt quay, cơm chiên heo quay, cơm chiên gà quay, cơm chiên bò xào, ăn với lại mấy món xúc xích chiên ăn vặt. Mà mỗi suất rẻ nhất cũng là 120.000 kèm theo chén canh lỏng bỏng với mấy cọng rau. Chưa kể thì nước uống phải mua riêng. Tính ra đi du lịch núi thần tài ăn buffet là rẻ mà tiện nhất đúng không? Giá ăn buffet tại khu du lịch núi thần tài là 220.000. Buffet thì phục vụ từ 11 giờ trưa đến 14 giờ 30 chiều. Nhưng mà buffet ở đây không có nhiều món như ở trên buffet Bà Nà Hill đâu. Đồ ăn ở núi Thần Tài theo cùng du lịch thấy là nấu ngon nhưng mà cũng có thể một phần đã cuốc bộ cả buổi sáng nên đói. Cũng có cơm chiên, cũng có mì xào, vịt quay, heo quay, súp, nói chung là những cái món bất hủ á. Thì cùng du lịch thấy phần lớn khách du lịch đến núi Thần Tài đều dùng buffet hết. Nên các bạn nào mua vé buffet tại quầy thì nhân viên sẽ ghi nhận trên hệ thống. Cho nên khi vào cửa thì các bạn chỉ cần dùng cái vòng tay quẹt vào máy để kích hoạt là xong à. Cực kỳ tiện lợi luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, tuy rằng á, biết là tham quan núi Thần Tài 80% là tắm với tắm, cho nên hầu như cả ngày các bạn phải mặc bikini. Nhưng khi đã vào nhà hàng ăn uống thì nên mặc lịch sự một chút. Các bạn nam á, thì còn có thể thông cảm một chút, còn các bạn nữ mà cứ mặc bikini hai mảnh chạy tới chạy lui lấy thức ăn á, thì các ông chỉ tổ lo nhìn mà mắt nghẹn không nút trôi cơm được đâu. Theo cùng du lịch khuyên là các bạn nên thay đồ cho tươm tất, hoặc là nếu lười thì có thể khoác thêm cái áo khoác hay là mang thêm cái váy rộng rồi chồng vào cho lịch sự nha. Sau khi ăn uống no nê rồi thì các bạn có thể tranh thủ nghỉ chân chút hoặc là trải nghiệm xem phim 3D, phim 12D tại khu suối khoáng nóng thần tài. Tại cùng du lịch thấy mấy trò này ở đâu cũng có cho nên không có review cho mọi người cùng xem. Với lại cái này phải xem trực tiếp thì trải nghiệm nó mới thú vị được. Về trải nghiệm tắm bùn tại khu du lịch núi thần tài thì nếu các bạn không có mua trong vé cổng trọn gói thì có thể mua thêm ở ngoài với giá là 150.000 một người. Nhưng mà cùng du lịch chỉ thích tắm suối khoáng núi thần tài thôi vì đây là suối khoáng nóng tự nhiên. Còn tắm bùn thì cũng có nhiều nơi rồi cho nên là không có thử. Ban đầu thì cùng du lịch cũng định review cái vụ tắm onsen cho mọi người cũng tham khảo. Vì không đủ thời gian với lại vào đó không được quay phim chụp hình nên thôi.
Giờ thì mình cùng qua khu công viên nước của khu du lịch núi Thần Tài nha. Theo như cùng du lịch thấy thì công viên nước của khu du lịch núi Thần Tài cũng giống như các khu công viên nước khác. Quy mô này thì không có được to lắm đâu, và có phần dành riêng cho khu người lớn và khu dành cho trẻ em. Cụ thể như là hồ tạo sóng, khu vực này thì khá là rộng, có bãi cát trồng dừa xung quanh như là một bãi biển nhân tạo luôn. Ở đây thì phù hợp cho các gia đình có bé nhỏ. Còn khu tổ chim thì bao gồm hệ thống trò chơi dành cho trẻ em, bao gồm cái làn trượt thấp phù hợp cho các bé từ 2-3 tuổi đều chơi được hết. Còn cái khu Thạch Long Đạt Ngọc Quý dài tới 235m là men theo cái địa hình núi tự nhiên ấy. Khu đường trượt cầu vòng thì có 6 làn, mỗi làn dài 92m, độ trên cao 15m, phù hợp cho những bạn thích chinh phục cảm giác mạnh. Vậy là xong chương trình tham quan khu du lịch suối khoáng nóng Thần Tài rồi. Đúng là một trải nghiệm thú vị và nên đến ít nhất một lần khi đi du lịch Đà Nẵng đúng không? Và sau đây cùng du lịch xin rút lại lần nữa những điều cần lưu ý khi tham quan khu du lịch suối Thần Tài để các bạn tham khảo nha. Thứ nhất, ở khu suối khoáng Thần Tài có dịch vụ nghỉ dưỡng theo kiểu bungalow, đã bao gồm chi phí sử dụng dịch vụ tắm khoáng, chơi công viên nước, xem phim v.v. Ngoài những trải nghiệm đã kể ở trên thì tại khu suối khoáng nóng Thần Tài còn có nhiều dịch vụ khác như là tắm bùn, thư giãn theo phương pháp onsen của Nhật Bản, khu đấu trường bùn v.v. Khu suối khoáng nóng Thần Tài thì dành cho tất cả mọi người luôn, đặc biệt là những người cao tuổi. Tắm suối khoáng nóng thì rất tốt cho sức khỏe. Chị em mà đi tham quan khu du lịch núi Thần Tài thì nhớ mang theo kem chống nắng để bảo vệ làn da nha, tại vì trên đây nó rất là nắng luôn, vào những cái buổi trưa tầm từ 12 giờ đến 2 giờ là rất nắng. Trước khi mua vé vào cổng đi tham quan núi Thần Tài thì các bạn hãy suy nghĩ kỹ xem là muốn đi đâu, muốn tận hưởng lại dịch vụ nào, để tránh trường hợp mua dịch vụ này nhưng lại muốn dùng thêm dịch vụ kia thì mua giá vé lẻ nó đắt hơn là mua combo. Nhất định phải nhớ mang theo đồ tắm nha. Như đã nói thì 80% các bạn đến đây là đi tắm, không có đồ bơi tới nơi phải mua hoặc là thuê, mà mấy bộ đồ mà mấy bộ ở đây thì không có hợp sở thích, với lại cũng thuê cũng hơi đắt á. Các bạn cũng nhớ là mang theo túi ni lông để đựng quần áo ướt hay là để mang về. Ở khu suối nước nóng núi Thần Tài thì có khu gửi đồ với lại thay đồ miễn phí luôn. Các bạn cũng nên đem theo cái túi chống nước, bỏ điện thoại vô để cần mà chụp ảnh cho sướng. Ở khu du lịch núi Thần Tài thì có nhiều thứ hay ho để chụp lắm, nếu không chụp thì sẽ cực kỳ tiếc luôn. Nếu các bạn có ý định mang theo thức ăn để tổ chức picnic thì chỉ nên mang theo những loại chế biến sẵn thôi, chứ đừng lên đó thì mới bắt đầu chụm than chụm củi nướng thì nó lâu lắm. Đừng nên mang theo những thực phẩm tươi sống hay là thức uống có cồn, bếp nấu nướng vào khu du lịch nha, người ta không có cho đâu. Trên đây là review chi tiết về khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài. Đảm bảo đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà không nên bỏ qua nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn trong chuyến đi du lịch Đà Nẵng sắp tới. Hãy tiếp tục like, share và nhấn chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video chia sẻ kinh nghiệm từ khu du lịch nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.